toàn bộ thành viên của đội điều tra cuối cùng cũng tìm được lối ra khỏi đường hầm tàu điện ngầm biên quân võ dẫn đầu vừa cố chạy thật nhanh vừa cố gắng thúc giục đồng đội phía sau nhanh lên tất cả lên xe nhanh lên với tình hình ngàn cân treo sợi tóc và cơn lũ xác sống thực sự đã ầm ầm kéo tới biên quân võ cùng mọi người chạy tới lối ra của tàu điện ngầm thì nhanh chóng mở cửa và len lên xe toàn bộ mọi người đều một mực làm theo mệnh lệnh của biên quân võ không một ai có không chú ý nhìn lại phía sau đây cũng chính là một sự tín nhiệm và tin tưởng hết mực đối với bách lý trường thanh một con đồng giáp thi biết bay bọc thép khổng lồ bị bách lý trường thanh đánh vào hông chỉ nghe một tiếng răng rác vòng eo thon gọn như ngọc trinh trực tiếp bị đánh gãy cả một thân ảnh khổng lồ của con đồng giáp thi bị đập nát như chiếc túi giáp bay ra một bên sau đó đem đám đồng giáp thi biết bay kia chơi đùa giống như một trận bóng chảy bách lý trường thanh vung thương nện từng con bay ngược trở lại liên tiếp theo đó là từng tiếng nổ uỳnh uỳnh từ bên dưới cửa hầm tàu điện ngầm Bách Lý Trường Thanh rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ cao gần 2 mét, cầm một thanh trường thương to lớn và nặng nề, khiến cho người khác cảm tưởng đây chỉ là một người vụng về đầy lương thiện, nhưng ngay bây giờ đây, động tác của Bách Lý Trường Thanh trở nên cực kỳ linh hoạt. Cây trường thương to lớn và nặng nề trong tay chỉ còn xuất hiện tàn ảnh màu đen, khiến đám đồng giáp thi trước mặt dù có muốn cũng không thể né tránh, cuối cùng sau một vài tích tắc, dường như bóng dáng của Bách Lý Trường Thanh cũng ẩn hiện ở cửa lối ra, Bách Lý Trường Thanh trên tay mang theo thanh trường thương, toàn thân đều là chất nhầy màu xanh của đám đồng giáp thi đây chính là máu của bầy xác sống đợi đến một lúc về sau mọi người thoát ra bên ngoài đường hầm tàu điện ngầm không lâu sau đó bách lý trường thanh cũng từ bên dưới lòng đất nhảy ra bên ngoài vội vàng leo lên xe rồi hét lên lái xe đi nhanh lên mọi người bọn chúng đông quá thấy bách lý trường thanh đã thoát ra bên ngoài mạnh tư vũ hô lớn và dặn dò mọi người ngồi thật chặt vào mọi người sau đó cô đạp ga phóng hết tốc lực chạy càng xa càng tốt về hướng ngược lại của bầy xác sống chiếc xe nhanh chóng lao vút đi đồng thời lúc đó bầy xác sống từ cửa hang như bầy ong vỡ tổ ùa ra bên ngoài một cảnh tượng hãi hùng chưa bao giờ nhìn thấy trong thành phố thiên hải trước đây bầy xác sống theo sự chỉ huy chỉ hành động theo một chuẩn mực nhất định còn bây giờ khi không còn sự khống chế thì đều hành động theo một bản năng dã thú hiện tại trong mắt của đám này chiếc xe của đội điều tra chính là những kẻ vừa chọc vào tổ ong biên quân võ nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng bầy xác sống tràn ra khỏi hang với số lượng dày đặc rồi tiếp đó chạy toán loạn trên cánh đồng tuyết đáng sợ hơn hết chính là bầy đồng giáp thi và đồng giáp thi biết bay Bọn này nhanh hơn những zombie thông thường, luôn cố gắng tiếp cận theo chiếc xe của tiểu đội điều tra, vừa đuổi theo vừa phát ra âm thanh huýt sáo chói tai từ miệng. Ngô Địch vẻ mặt tái mét quay áp sát vào kính xe, nhìn cảnh tượng hãi hùng phía đằng sau mà liên tục thúc giục Mạnh Tư Vũ, "Lái xe nhanh hơn nữa đi." Mạnh Tư Vũ lúc này đã cố gắng hết sức, cô nàng e ngại đáp lại một cách gắng gượng, "Không thể nhanh hơn được nữa đâu, chân ga đã đạp mạnh hết cỡ rồi." Ngô Địch nghiến răng, hạ cửa kính xe ô tô xuống, sau đó nhòi người ra bên ngoài hướng về phía sau liên tục ngưng tụ sức mạnh và bắn vô số quả pháo năng lượng về phía của bầy xác sống vừa hành động vừa chửi đồng chúng mày chết hết cho tao xã thủ kỳ quang minh trong đội cũng mở cửa sổ trời nhòi người lên dơ khẩu súng bắn tỉa màu đen bắt đầu ngắm bắn về phía đám đồng giáp thi đang áp sát ngay sau từng loạt đạt nổ ra liên tiếp nhằm vào đầu vào vai vào ngực chân tay của phía đám đồng giáp thi có cánh nhưng từng này là chưa đủ để chặn đứng bọn này càng ngày càng áp sát với chiếc xe của tiểu đội điều tra trong khi kỳ quang minh đang tiếp tục nhìn vào ống nhòm để nhắm bắn về phía sau bất ngờ một con đồng giáp thi có cánh đã tiếp cận và chuẩn bị công kích anh chàng này biên quân võ ở bên trong lập tức hét lớn nhắc nhở kỳ quang minh cẩn thận cảm nhận được sát khí từ phía trước mặt nhưng với hành động đang cầm súng ngắm thì kỳ quang minh không kịp trở tay để tránh né vẻ mặt e ngại hiện rõ trên khuôn mặt khuôn mặt kỳ quang minh trở nên tái mét thầm nghĩ chết tiện nó áp sát gần quá rồi mọi thứ đã trở nên quá muộn Kỳ quang minh cảm nhận rằng cái chết đã đến rất gần liền phó mặc hoàn toàn cho số phận, liền cố gắng đưa tay lên che chắn nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sức mạnh uy áp từ bên trong thoát ra bên ngoài, nhằm thẳng hướng của con đồng giáp thi có cánh mà ảo ảo lao tới. Kỳ quang minh mở mắt ra cảm thấy mình vẫn còn nguyên vẹn thân thể, liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, biên quân võ ở ngay phía đằng sau, hai mắt vẫn đang hàn lên những tia hào quang từ tịch diệt lạnh lùng nhìn về phía trước nhưng cảnh tượng khiến đội điều tra cảm thấy sợ hãi chính là bầy xác sống với áp lực khủng khiếp đang ập đến như một cơn sóng thần và đội điều tra giống như một chiếc thuyền nhỏ nhoi sắp bị cơn sóng thần này nhấn chìm điều quan trọng nhất bây giờ chính là cuộc đua tốc độ giữa đội điều tra và bầy xác sống một khi tốc độ bị bầy xác sống áp đảo đảm bảo toàn bộ mọi người trong đội điều tra sẽ chết ở đây đối với một số lượng xác sống khổng lồ như bầy ong vỡ tổ thế này kể cả có là một dị nhân nằm trong top đầu cũng không có cơ hội sống sót biên quân võ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này biết rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tháo cặp kính dâm của mình xuống kích hoạt kỹ năng tịch diệt luồng sức mạnh khủng bố tịch diệt từ biên quân lập tức võ quét thẳng về phía bầy xác sống đang sống chết đuổi theo phía sau đám đồng giáp thi có cánh cảm nhận rõ luồng sức mạnh chết chóc này cố gắng đưa tay lên che chắn còn phía đằng sau những xác sống thông thường cũng chỉ biết đưa người chịu trận khi ánh sáng chói lóa quét về phía đằng sau bầy xác sống một số lượng lớn xác sống lập tức bị tan chảy ít nhất có hàng ngàn con zombie trị tiêu diệt chỉ với một đòn này một mảng lớn tuyết bị thổi bay chỉ với một đòn tịch diệt chia rẻ cơn sóng thủy triều xác sống làm đôi nhờ kỹ năng tịch diệt của biên quân võ mà khoảng cách giữa chiếc xe và bầy xác sống đã cách xa nhau một khoảng cách đáng kể tuy nhiên bầy xác sống vẫn dành cho chiếc xe của đội điều tra một ánh nhìn không mấy thiện cảm có vẻ như một đợt xác sống bị tiêu diệt cũng không làm tốc độ truy đuổi của bọn chúng chậm lại khụ 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 biên quân võ càng ho dữ dội hơn bao giờ hết với tình trạng thể chất hiện tại mỗi lần phát động kỹ năng tịch diệt đều là đang tự tiêu hao tuổi thọ và thể trạng của biên quân võ nhưng với tình hình hiện tại đội điều tra không còn cách nào khác ngoài nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này trong lòng biên quân võ dường như đang thắt lại được tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng của bầy xác sống này cuối cùng biên quân võ cũng nhận ra rằng nhiệm vụ trước đó có thể hoàn thành dễ dàng như vậy là do đã có kẻ sắp đặt diễn một vở kịch cho bọn họ xem như lần này có vẻ như kẻ điều khiển và thao túng bầy xác sống đã rời khỏi phạm vi thao túng nên bầy xác sống mới như ong vỡ tổ thế này khi này thì đội điều tra mới thấy rõ ràng sự kinh hoàng thực sự của bầy xác sống bách lý trường thanh vẻ mặt căng thẳng liền vội vàng đưa ra ý kiến đội trưởng đám xúc sinh này dường như không biết mệt mỏi mà chúng ta không thể cứ mãi chạy trốn như thế này nhất định phải cầu viện trợ từ nơi khác biên quân võ cưỡng ép bản thân ngừng ho khan trên khóe miệng khẽ động lại một lượng máu lớn cố gắng nghiêm mặt lạnh lùng nói ra kế hoạch trước tiên chúng ta hãy đến nơi trú ẩn gần nhất sau đó gửi thông báo cho toàn thể lực lượng ở thành phố thiên hải và yêu cầu bọn họ cử người đến hỗ trợ quả đúng như vậy. Bây giờ ngoài kêu cứu các thế lực ở thành phố Thiên Hải thì không còn cách nào khác, còn nếu cầu cứu từ đại khu Giang Nam thì mọi chuyện trở nên quá muộn. Không thể cứ như vậy mà báo cáo lên trụ sở. Sau đó phóng tên lửa từ đại khu Giang Nam và tấn công bừa bãi được. Nếu việc này xảy ra thì biên quân võ và đội điều tra cũng sẽ chết, Đang Yên đang lành lại rủ nhau đi chọc tổ ong. Để bây giờ tổ ong vỡ. Bầy ong nó mới đuổi cho vắt chân lên cổ chạy như thế này. Bây giờ tìm một nơi trú ẩn chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại chỉ cần nơi đó có một pháo đài công sự xây dựng phục vụ cho chiến tranh sau đó tất cả chui xuống ẩn nấp bên dưới lòng đất dù số lượng xác sống có nhiều đến đâu cũng không thể công phá trong một thời gian ngắn mạnh tư vũ sau khi xem bản đồ liền thông báo lại cho biên quân võ nơi trú ẩn gần nhất với chúng ta chính là căn cứ dương thịnh biên quân võ lập tức dứt khoát đưa ra ngay quyết định qua đó đi sau đó thông báo cho các thế lực khác lập tức phải phái người tới đây hỗ trợ mạnh tư vũ liền gật đầu xác nhận sau đó cô vừa đạp ga à. phóng vút về phía căn cứ dương thịnh vừa thực hiện nhắn tin cho các thế lực khác. Cùng lúc đó, cơn lũ quét thủy triều xác sống ở phía sau không ngừng lao tới, điên cuồng bám theo chiếc xe của đội điều tra không ngừng nghỉ. Từng tiếng gào rú ầm ĩ vang lên khiến cho một người bình thường khó có thể chịu đựng nổi, lít nha lít nhít xác sống với số lượng kinh người tràn về phía căn cứ Dương Thịnh.